Hôm nay mình sẽ cho thằng bạn của mình á, nó sẽ test thử cái súng bắn đinh nha các bạn. Nào làm đi. Thử đây. Nghe nói rồi, giờ nghe nói thì chưa thấy làm sao. Tim có bị tim thòng không? Không biết nè. Đó, cây súng bắn đinh S4 nha các bạn, hàng chính hãng luôn nha. Rồi lấy cây súng bắn đinh nè ra. Rồi lấy cây đinh nè. Đinh. Đó, rồi ghim vô cái đầu lỗ đó đó. Rồi, ok. Giống giống vô không? Ừ, mạnh xuống. Đấy các bạn. Muốn điếc, điếc lỗ tai chưa? Lỗ tai giật mình trời. Đây các bạn. Đó. Tét đinh luôn. Cái lỗ tét, tét dán luôn. Tét dán luôn. Đó, thấu qua đây luôn nè. Dính luôn rồi đó. Đây là súng bắn đinh S4 nha các bạn. Hàng chính hãng nha. Đó. Quá dữ á. À.